là sang trọng ha. Đó, nhìn nó rất là sang trọng. Cái này mà đãi bạn bè tới nhà chơi hay là ăn uống ăn chơi, đãi bạn bè tới nhà, khách tới nhà thì rất là sang luôn á. Cái này là nước trái cây có ga không? Chai nước trái cây có ga không mọi người? Nước trái cây có ga ha, nước trái cây có ga, cái chai thủy tinh vậy nè. Đó, đây là cái chai thủy tinh, nhìn nó rất là sang trọng ha. Đó, nhìn nó rất là sang trọng. Cái này mà đãi bạn bè tới nhà chơi hay là ăn uống ăn chơi, đãi bạn bè tới nhà, khách tới nhà thì rất là sang luôn á. Cái này là nước trái cây có ga ha mọi người, nước trái cây có ga rất là ngon. Có nhiều vị lắm, đây em về một mớ đây nè, và rất là nhiều vị, nhiều thùng khác nhau. Một chai này là 49.000 một chai nha mọi người, 49.000 một chai. Cái này là chai thủy tinh ha, chai thủy tinh ví như là mọi người mà dùng xong uống xong mình có thể để dành lại, mình tái chế, mình sử dụng tiếp, mình đựng nước nè, hoặc là mình cắm hoa nè, đó rất là dễ thương luôn á. Cái này cũng có rất là nhiều mùi ha. Cái này là có mùi cái này mùi cam nè, đó mùi nước cam ha. Đó, ngoài ra là có mấy cái mùi chanh, nước chanh cũng có ha, nước táo nè, nước gừng nè. Đó, đem lấy nước gừng cho mọi người xem nha. Mấy cái này á, nói chung là vận chuyển cũng phải hơi khó khăn ấy mọi người, tại vì nó bằng thủy tinh á. Cái này nó bằng thủy tinh, đâm ra là cái chai của nó cũng khá là dễ bể, nên cái này vận chuyển cũng rất là khó khăn. Ví như là nếu mà các anh chị nào ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, mà mua cái này á, thì nếu mà tiện ghé qua shop em mua ha thì tiện hơn, không có bị bể. Còn nếu mà mình không có tiện ghé qua thì em ship hàng thì em sẽ book Grab hay là Ahamu hay là Ahamu Lalamu gì đó thì nó sẽ yên tâm hơn đó, tại vì cái này bằng chai thủy tinh nó dễ bể lắm. Còn nếu mà ship đi ngoài thành phố Hồ Chí Minh á, thì chắc là em sẽ đóng gói chắc phải cả ngàn lớp á, tại vì cái này nó cũng khá là dễ bể ha. Cái này là nước ngọt, nước trái cây có ga ha. Cái này là có vị bia gừng nè mọi người, lạ, rất là lạ luôn á. Cái vị này rất là lạ luôn ha. Nói chung là em khó diễn tả lắm, cái mùi của nó là mùi gừng, có hơi hơi có vị men bia ở trong, rồi có ga nữa, uống rất là ngon. Nếu mà các anh chị cô chú các bạn nào mà chưa bao giờ thử cái thể loại này á thì mình có thể mua thử một chai mình uống ha. Một chai này là 49.000 một chai, 49.000 một chai. Nếu mà anh chị đã chốt đơn trên livestream ngày hôm nay á thì em sẽ miễn phí ship hết cho mọi người luôn ha. Đó, đây đó, cái chai thủy tinh này mình uống xong mình tái chế lại rất là ok ha, rất là nhiều mùi luôn. Dạ chị à.